Ủa đội nào vậy? Đâu có tham gia vòng 1 đâu mà vô vòng chung kết xuất sắc vậy? Đặt cách vô thẳng vòng mình chung kết à. Trời ơi, chung ly đặt cách nha mọi người. Dạ. Đây, nữ hoàng ẩn ẩn cũng được đặt cách không? Đặt cách luôn á anh. Hả? Có đâu có thi đâu. Có đặt cách không vậy? Có. Chu Kim cho ai vậy? Hả? Chu Kim cho nhóm nào? Cho em mua giải đó mà anh. Trời ơi, chấn động rồi. À, đội xanh nè. Đội xanh là đội bà lộ. Đội đỏ là đội Gia Kỳ chắc. Chậm chút kỹ quá nè. Họ nó biết bao nhiêu tiền mới được vô cái vòng này mà khỏi thi vòng kia đó. Đặt cách quá cho hai cô văn phòng. Bé Tư mọi người chơi gì đó đội Vương Miện rồi vậy? Nó cái Vương Miện đó. Nó mang hình hài Vương Miện. Hello, mọi người. Em có dự định là dựng thêm một cái giải quán quân gọi là Hoa hậu của đoàn nữa không? Em quyết định là em dựng thêm nhưng mà bây giờ đang cái giờ chị ẩn giải ngân. Chị ẩn phải hỗ trợ em ký cái hợp đồng đó. Giải ngân cho bao nhiêu kìa để nó mua giải. Mà em mua giải thì đổi gì? Cái mid range không đủ danh tiếng. Thôi, lần trước là đã giải ngân cho em để mua cái mid range rồi em chưa có trả hết nữa. Đang rồi bây giờ thì đó. Nó góp tới 14 năm mua rồi sao góp nữa. Góp tới 14 năm mà mới mấy tháng rồi em xin lại không cho. Đáo hạn hợp đồng lại không cho. Ai chơi lại em. Để coi có lên được pano không cái mặt. Hả? Ngắm coi có lên được pano không. Chắc cũng được. Pano hay là pano. Tự nhiên cái gì pano. Rồi pano anh không biết là pano hay pano luôn. Pano. Chắc pano đúng hơn đúng không? Nguyên mặt bản. Ừ. Bản hiệu. Đúng đó. À ai cũng có một cái mũ đó. Hôm nay nghe nói về những cái vòng thi rất là chấn động đó mọi người chờ xem ha. Ủa Châu Pha còn lọt vô vòng này đúng không? Dạ. Ồ. Chào kênh anh Mỹ Thuận nha, chào quý vị khán giả của kênh anh Mỹ Thuận nha. Châu Pha có tính giật giải không chứ để bé Tư nó mua giải nữa đó. Thôi em thì em không có quan trọng cái vấn đề này lắm, dạ có thì được, không có cũng không được dạ. Nhưng mà quan trọng là phải có dạ. Bật mí một chút xíu về các phần thi, sẽ có mấy phần thi? Dạ sẽ có hai phần thi, đó là một phần thi dạ hội và một phần thi là chúng em phải chụp hình với concept đã ban tổ chức đã đưa ra. Tức là chụp hình trực tiếp trên sân khấu luôn á hả cô? Dạ, có một phần thi đó là không biết là nhóm nào sẽ được bốc thăm chúng em hai chàng trai lực lượng khỏe mạnh để chụp hình. Không biết là giới trời là đội của em. Tức là biết là cái nội dung đó nhưng mà chưa biết nhóm nào sẽ bốc trúng đúng không? Rồi. Luna, Lucy. Lumi đang cắt quốc mọi người. Bà Nhung. Nhung đang chân thủ ăn uống trước giờ kìa. Câu mọc giờ này vậy Nhung? Sát giờ thi rồi. Kiểu giờ tập chưa? Trời, nghe nói tập từ đêm hôm qua hả? Hôm qua tối không có tập mà tập hồi trưa này nè. Hồi trưa tập hôm 2 giờ mấy á. Mà tập tới chiều luôn rồi chắc tỉnh luôn nè. Tranh thủ ăn đi. Câu mọc nha mọi người. Diễm Huệ nha mọi người. Cô bóng văn phòng. Hello nè. Năm nay thì giật giải chứ đừng để bé Tư nó mua giải nữa. Không, Tư là đặt loại xong rồi thiếu đi xin giúp cho mọi người.
tự tin không? Rất là tự tin, tại vì toàn là thế mạnh của tụi em mà. Nhưng kiểu hoa hậu thì có ứng xử này nọ thì em không tự tin thôi, nhưng mà đợt này là một cái cuối cắt quốc thế mạnh của tụi em mà, cho nên là tụi em rất là tự tin. Ai ai theo một question for you. Dạ. Chuyển xé lên tới đây nha. Nó có cái vết ngang luôn rồi. Có cái đường ngang. Cắt đại đi. Im lại. Xong rồi nó tuột lên trên luôn á. À, đội đỏ là bên kim lại đúng không? Này có cái chiến lược gì cho đội không lại? À, thì tụi em đã tập với nhau rồi. Mọi người hãy đến cái đoàn để coi đi. Thôi đi. Ok. Ủa anh đang like hay là anh quay thôi. Đây mọi người đang chuẩn bị rất là cấp tập nha mọi người. Đội like còn ai? Lucy, Lumi, Luna. Hồi nãy thấy có Trúc Ly đúng không? Trúc Ly màu đỏ nè. Đứng kia ba đồ. Thôi đi không dám. Trúc Ly được đặt cách vô mọi người. Chuẩn bị sắp xong hết rồi nha mọi người. Hello Phi Thanh Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là đêm chung kết xếp hạng của The Bado gương mặt bạc hiệu Grand Lotus Sài Gòn. Tấn thời chưa nè mọi người ơi. Đang qua ngay lập tức. Nghe bình thường nha. Cả nhà ơi, nay còn set rất là mới. Cái này là quay chứ không phải là trực tiếp. Trời ơi. Đăng lên liền lối luôn đó là. Đăng lên liền ngay lập đăng tức lên liền luôn á. Và tức tốc chạy 10 phút nữa là lên clip nè. Đó. Á hậu 1 đợt này quyết chiến đi để đăng ngôi đăng quá. Quan. Đừng có giữ vị trí Á hậu 1 thì tăng lên. Quá. Đây lộ mọi người. Có thấy mấy bạn mua đồ nam đâu vậy? Á hậu 2. Á hậu 2 đợt này quyết chiến đi giành ngôi vị vương miện đi. Hên xui anh ơi. Hên xui hả? Em với lạng dân nó cơm tiền nó mua giải. Nhưng mà bé Tư đã vay mượn của ẩn rồi đó. Vậy hả? Ừ. Chị FE rồi đúng không? FE rồi. Anh thấy em sao? Anh thấy em chấn động rồi. Anna nè, hello. Thi tốt nha Anna. Bộ hot boy tới rồi kìa, trời chấn động. Hot boy 6 múi đã tới. Hai anh này là sẽ tham gia chụp hình body trên sân khấu đó mọi người. Hôm nay hứa hẹn chấn động nha, cả nhà cùng tới xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái clip tới đây nha.